Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. 24 giờ qua, Đà Nẵng ghi nhận một ca mắc mới COVID-19. Đây là trường hợp lái xe từ Đồng Nai qua chốt kiểm soát tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn. Qua test nhanh, phát hiện dương tính và đã được đưa đi cách ly ngay sau đó. Đến nay, có 53 trên 56 xã phường tại thành phố không có ca mắc cộng đồng trong 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Liên Chiểu hôm nay đã được công nhận là quận xanh. Công tác phòng chống dịch tại địa phương tiếp tục được duy trì, quản lý chặt chẽ, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh biểu dương nỗ lực của các địa phương, đơn vị trong việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên địa bàn thành phố khi mở lại các hoạt động, đồng thời lưu ý hiện nay dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vì vậy không được phép chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Dự báo thời gian đến, lượng người từ miền Nam về có thể gia tăng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu lực lượng cơ sở tiếp tục tăng cường kiểm soát, giữ vững tình hình phòng chống dịch trên địa bàn. Tôi đề nghị là các cái chốt cũng như là tổ COVID cũng như là các cái trung tâm xử lý ở các xã phường và của thành phố, chúng ta nghiêm túc thực hiện cái việc giám sát chặt chẽ những cái lực lượng này, không bỏ sót. Chúng ta cố gắng là nhiều vòng ngoài là chốt rồi, vòng trong là các cái tổ COVID rồi các cái trung tâm xử lý của chúng ta. Tôi nghĩ là chúng ta làm đồng bộ thì sẽ đem lại cái kết quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các địa phương đang có khu cách ly tiếp tục làm tốt công tác giám sát, quản lý cách ly, không được phép để xảy ra sơ hở, đồng thời đề nghị các quận, huyện tăng cường lực lượng tại các điểm tiêm vaccine để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, cũng như tích cực phối hợp với ngành giáo dục thành phố chuẩn bị xây dựng phương án đón học sinh trở lại trường.